Hôm nay anh em mình sẽ đi trải nghiệm một cái dự án rất là đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, một cái dự án mà đang gọi là làm mưa làm gió và gọi là được rất là nhiều khách hàng quan tâm và đón nhận và gọi là sở hữu những cái căn gọi là rất là đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay anh Trung Hiếu sẽ giới thiệu với mọi người về dự án này, phải không anh Trung Hiếu? Dạ. Thì cái dự án gọi là anh Phước Sửu vừa đề cập đến là dự án là Global City của chủ tư Matrai Home. Vị trí dự án thì anh Sửu chúng ta đều nhìn đây rất rõ là dự án chúng ta là mặt tiền của đường Đỗ Xuân Hợp kéo dài tới gần 1 km. Và cũng là mặt tiền đường cao tốc Long Thành Dầu Dây, đúng rồi anh. Dạ. Từ vị trí dự án chúng ta đi về gọi là khu ngoại cao Thành Trung Minh rơi tầm khoảng cỡ là 5 phút di chuyển. Từ đây chúng ta đi về quận 1, đường Phan Văn Huệ rơi tầm khoảng cỡ là 10 phút đi 10 qua cầu Thủ Thiêm 2. Yeah. Bây giờ em thấy một cái vấn đề khi mà khách hàng sở hữu ở đây gọi là thành phố Thủ Đức anh. Thì cho em hỏi với cái dự án bên mình á thì nó cách cái đường tuyến metro số 1 khoảng bao xa anh vậy? Rất là gần. Nếu mà từ đây chúng ta di chuyển ra gọi là tuyến cái ga metro số 1 ấy, thì nó chỉ rơi tầm khoảng cỡ là 5 phút di chuyển là chúng ta ngay cái ga metro luôn. Chỉ 5 phút là mình đến ga metro là mình có thể là di chuyển về dưới Thủ Đức, gọi là cái nơi bến xe Miền Đông mới Vòng Anh. Rồi còn một cái điều đặc biệt nữa là mình đi di chuyển về miền Tây nè, miền Trung nè thì mình phải lên cao tốc. Thì từ đây với lại đường cao tốc thì nó khoảng bao nhiêu? Trời, chúng ta ngay mặt tiền cao tốc rồi anh. Vậy là mình cứ tưởng tượng nó cách xa như thế nào. Nhưng mà vị trí ở đây nó gần như vậy thì nó rất là tiềm năng phải không anh? Mình di chuyển lại rất là gần. Thì cho em hỏi sơ qua, nói đến bán đảo Thủ Thiêm thì em cứ nghĩ tưởng tượng nó là một cái đảo và di chuyển lại rất là khó khăn. Thì có những cây cầu nào hiện tại đã bắt qua dự án này rồi? Hiện tại thì với khu bán đảo Thủ Thiêm chúng ta là có là cây cầu là Thủ Thiêm 1 này. Lối là từ bên Thủ Thiêm sang về bên Bình Thạnh và đi về quận 1. Và thứ hai là cầu Thủ Thiêm 2 là lối từ bán đảo Thiêm sang thẳng quận 1 luôn. Và cầu sắp tới sẽ có cái cầu Thủ Thiêm 3 là lối sang quận 4, Thủ Thiêm 4 lối sang quận 7. Là tổng cộng sẽ có 4 cây cầu và hiện tại có thêm một cây cầu là cây cầu Phú Mỹ. Đã đưa vào hoạt động rồi và nối từ quận 7 sang quận 2 rồi đó anh. Em thấy kết nối hạ tầng ở đây rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Thì khi mà em nhìn từ và Sa La bên quận 2 này mình nhìn về trung tâm đó anh. Nó không khác gì Singapore nè. Rất là đẹp và gọi là một cái nơi gọi là rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái một cái vị trí đắc địa của Global City như vậy đó, thì cho em hỏi sơ qua với vị trí đắc địa như vậy thì ở đây thiết kế và cái diện tích của dự án là như thế nào anh ạ? Quy mô dự án này chúng ta là 117,4 hecta. Số lượng gọi là căn hộ đây là tầm 10.000 căn hộ, 25 tòa tháp cao tầng. Khu thấp tầng chúng ta sẽ có tầm là 1.840 căn, trong đó có 22 căn dinh thự, dinh thự tới tầm khoảng 1-200 tỷ đó. Với vị trí đó đẹp quá. Cho em hỏi sơ qua anh Trung Hiếu một tí xíu, thì ở đây á thì ngoài nhà phố để ở thì có gọi là shop house thương mại hay không anh? Thực ra thì ở đây chúng ta là có nhà phố thương mại hay nhà phố liền kề vườn, liền kế vườn đều có chức năng thương mại luôn anh. Vì tất cả ở đây đã được là các sản phẩm nó đều đã có sổ đỏ rồi. Có sổ đỏ sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam. Cho nên là hoàn toàn không có giới hạn về thương mại. Có thể là đăng ký kinh doanh thoải mái đúng không anh? Kinh doanh thoải mái, không có giới hạn. Vậy là tốt quá. Thì theo như Phước Sửu đang bay lay cam á thì xung quanh khu vực á là dân cư hiện hữu ở rất là đông rồi anh. Đặc biệt trên đường Nguyễn Đỗ Xuân Hợp á là khu dân cư gọi là san sát nhau rồi. Thì một cái dự án đang hình thành và xung quanh là khu dân cư bao bọc rồi. Thì là một cái tiềm năng phát triển rất là tốt, chứ không phải là những cái dự án mà gọi là từ lúc mà còn gọi là khai sinh hoặc là dừa nước nữa anh ạ. Thực ra cái vị trí của dự án là vị trí gọi là đắc địa Kim Cương, gần như là khu vực trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, của đến cuối cùng đó, với quy mô đủ lớn để tạo ra một biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh được. Hiện nay là trong bán kính rơi tầm khoảng là 5 cây tính từ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ, thì chúng ta không có một khu đất nào đủ lớn để làm được một khu gọi là đô thị trung tâm hay là khu downtown mới được. Quá tuyệt vời anh. Nói đến một cái downtown thì Global City sẽ là một biểu tượng rất là mới tại Sài Gòn và nó sẽ mang đến một cái tầm vóc là một cái dự án mang tầm quốc tế. Thì cho em hỏi sơ qua về cái tiện ích của cái dự án này, tại sao nó là mang tầm quốc tế và nó có những cái gì đặc biệt thì anh có thể là chi tiết hơn cho cả nhà biết đến dự án này. Thực ra thì ở đây muốn một dự án mà tầm quốc tế không thì là chủ đầu tư, bản thân chủ đầu tư là có tầm nhìn là muốn phát triển nó thành là khu downtown biểu tượng khu vực Đông Nam Á.
Ngoài ra đơn vị thi công cho dự án nó là phải là đơn vị hàng đầu thế giới. Như ở đây chúng ta là có đơn vị tư vấn kiến trúc là Foster & Partner, là chính là đơn vị thiết kế cho các trụ sở tập đoàn của Apple. Ngoài ra các đơn vị là thiết kế cảnh quan là WTG cũng là đơn vị top 1 thế giới về thiết kế cảnh quan trên nổi tiếng trên toàn thế giới. Quá tuyệt vời. Và nhà thầu thi công của chúng ta là nhà thầu là Tung Feng số 1 của Đài Loan. Và đơn vị giám sát thi công chúng ta là đơn vị của Pháp, Atrela. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi sơ qua, rất là nhiều dự án bây giờ đang gọi là khi mà đưa vào hoạt động thì nó có được cái bến thuyền hay là cái nơi là chèo thuyền cá giác, thì ở đây nó có con rạch hay là con sông hay là một cái kênh hay là cái gì để làm một cái biểu tượng và nó cảm giác mang những cái luồng hơi thở và gió để điều tiết trong cái của dự án hay không? Điều đó là điều mà chúng ta là chủ yếu muốn nhắc, muốn chia sẻ anh chị. Nó là điều đặc biệt đó. Dự án chúng ta là tiếp giáp sông Rạch Chiếc và chủ đầu tư đã đem cái mở rộng cái mặt nước vào trong khu dự án chúng ta bằng cách là đào 2 km kênh đào nhân tạo. 2 km mà đào luôn anh hả? Dạ đúng rồi anh. Ngoài ra thì đó là đó sẽ diễn ra các xô nước nhà nước, mà cái xô nước như này thì nó rơi tầm nó sẽ là định vị là cái nơi nhà nước mà lớn nhất Đông Nam Á. Vừa là tạo ra cảnh cái gọi là cái lễ hội để mọi người du khách tham quan, vừa là tạo ra cái là tạo không khí rất là mát mẻ trong khu thị của chúng ta. Quá tuyệt vời đó anh. Em thấy là một khu đô thị mà nó còn bao tất cả mọi thứ và di chuyển gọi là một bước chân ngàn tiện ích anh ạ. Cũng chia sẻ thêm là cái tất cả cái câu chuyện về 2 km cái đài nhân tạo và nhà nước đó là tất cả sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2023. Quá nhanh anh, chỉ cần hơn một năm nữa là tất cả những công trình đưa vào hoạt động và Phước Sửu và anh Trung Hiếu ở đây khỏi cần đi đâu xa, mình cũng có thể tận hưởng được những cái sâu giật nước và có những cái giây phút bên gia đình ấm cúng bên những cái sâu giật nước gọi là tầm quốc tế, phải không anh? Dạ. Một cái dự án gọi là có tầm cỡ và có những quy mô và có rất là nhiều loại diện tích, và điều đặc biệt là đây là một cái nơi gọi là an cư lý tưởng và một cái nơi gọi là đầu tư sinh lời rất là cao. Dạ. Thì để có nhiều cái thông tin thì quý anh chị và các bạn comment hoặc alo cho cái số điện thoại bên dưới để gặp anh Trung Hiếu hoặc là Phước Sửu. Ngoài ra thì bên team bên tụi em sẽ là cung cấp là rất là nhiều thông tin về cập nhật mới nhất về cái dự án, và đồng thời là có rất là nhiều video để cập nhật tiến độ xây dựng của dự án để cho quý anh chị khách hàng theo dõi tiện lợi hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ.